Rồi, bữa nay mình sẽ review lại cái chiếc P6 2018 theo một số bạn comment trên cái kênh YouTube của mình đó. Thì rất là nhiều bạn muốn biết là sau khi mà chạy một khoảng thời gian cũng như là cảm nhận để mà rút ra được cái nhận xét chung nhất về chiếc P6 sau một khoảng thời gian sử dụng. Thì chiếc xe P6 này á của ông anh mình mượn review lại cho các bạn cùng theo dõi. Thứ nhất là sau 1 năm sử dụng, 1 năm rưỡi rồi các bạn, mua tháng 5 năm 2019, bây giờ là tháng 10 2020 rồi, 1 năm 5 tháng rồi. Vậy sau 1 năm 5 tháng thì coi nó có những cái ưu điểm gì, nhược điểm gì thì mình sẽ nói trong video hôm nay luôn. Thì ưu điểm thì P6 nó có hai cái ưu điểm chính. Thứ nhất là cái sự thoải mái trong vận hành đó, cái thứ hai là thiết kế rất là bắt mắt. Hai ưu điểm chính này thì còn có những ưu điểm phụ như là xe này có thể dành cho một số cái nhu cầu như là đi đường dài nè, rồi bán đồng hồ lớn cũng như là tích hợp nhiều công nghệ hàng đầu của Honda. Thì cái này chi tiết thì đã giới thiệu nhiều rồi, thì bây giờ mình chỉ điểm qua lại một lần nữa cũng như là cho các bạn xem cái kiểu dáng xe này tổng thể lại phù hợp với đối tượng khách hàng đa số là trung niên có tuổi, cần một chiếc xe thoải mái trong vận hành. Đèn hậu to rõ nè, đèn hậu LED hoàn toàn. À, xe này biển số quận 10. Chiếc xe này là 150 phân khối nha các bạn. Đó. Với chiếc xe này thì cái thông số của nó đáp ứng một cái tiêu chuẩn là đường trường, đi đường xa rất là ok. Cái tiếp theo nữa là sự thoải mái thì nó làm cho chúng ta có hứng thú hơn trong việc mà xách chiếc xe đi xa. Đó, ở trước mặt các bạn đây là cái logo mà mình thiết kế cho ông anh mình. Thì mình dân tin học, mình có một số cái ý tưởng về cái mặt nạ zin của chiếc xe này nè, quá to đi, quá thuận lợi để mình thiết kế con này con kia lên. Thì mình thấy nhiều chiếc xe P6 họ thiết kế đó, thì mình cũng suy nghĩ ra ý tưởng đó là kiếm cái con đại bàng. Tại vì mình thấy là cái chỗ này rộng quá nè, mình làm cái con đại bàng ở đây, thì cái con đại bàng này mà ịnh lên đây thì nó rất là ngầu, cho nên mình thiết kế con đại bàng này. Thì các bạn thấy thì sao, các bạn comment phía dưới. Nếu như bạn nào mà đã từng đi kiếm những cái con này con kia ngầu, con đại bàng, con rồng hay là con ngựa gì đó, thì mình khuyên các bạn là những chiếc PCX đó, thì những cái chỗ này nè thì người ta hay thiết kế sẵn, nhưng mà giá của nó lên tới 300-400 ngàn một miếng đề can lận. Người ta thiết kế theo cái khuôn cắt của cái kính chắn gió này, nhưng mà cũng ít chỗ bán lắm các bạn, rất là ít chỗ bán. Thì mình nhờ một thằng em nó có in đề can á, thì mình ra đó mình thiết kế rồi mình làm việc với nó, mình kêu nó in in cho mình theo đúng cái kích cỡ này, đem xe theo nha các bạn, đem xe theo. Thì nếu như bạn nào mà có nhu cầu thì cứ để lại comment phía dưới, mình cho số điện thoại các bạn. Mình sẽ chỉ các bạn cái cách để làm ra những con này. Con này thì in đề can bình thường, rồi sau đó cán cái màng thôi. Rồi sau đó về chỉ việc là các bạn có khéo léo chút xíu á, các bạn dán lên. Trước khi dán các bạn tha nước lên, tha xà bông lên cái kính chắn gió zin á, sau đó các bạn lột cái lớp ấy ra, rồi các bạn ịt lên, rồi các bạn ướm lên từ 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 từ. Cái này ông anh mình dán đó các bạn. Ông anh mình là không có rành gì hết trơn mà dán cũng bị nhăn chút xíu ngay đây nè. Chút xíu ở đây à. Nhưng mà không sao hết, tại vì có chút xíu à, cũng không ai thấy, không ai để ý. Thì có người thì dùng con ngựa, có người thì dùng con rồng, nhưng mà mình thấy con đại bàng này chìm chìm nổi nổi là con đại bàng Mỹ này rất là đẹp đó. Thì chúng ta điểm danh lại chút xíu cái ưu điểm. Thứ nhất là chiếc xe này có bộ đèn rất là ngầu, cái thứ hai là có thắng kết hợp CBS ha, rồi cái thứ ba nữa là kiểu dáng cái đường trường, cái thứ tư là lớp lớp xe và cái thông số của cặp mâm cũng rất là to bản. Cây mâm thì 8 cây, rất là ngầu, nó hơn cái đời P6 2016 nha các bạn. Đó, chiếc xe này đã 150 rồi. Cái chỗ để chân, gác chân này, rất là to, người ngồi sau cũng thoải mái, xe này chở được cũng khá nhiều đồ. Đó, những cái chi tiết úp mạ chrome này cũng rất là sáng bóng. Đèn thì rất là to rõ các bạn. Đó. Xe này mới chạy được có 6.000 km thôi. Đó. Xăng cũng còn gần đầy. À, đặc biệt là xe này rất là tiết kiệm xăng nha các bạn. Chạy quanh quanh đô thị mà được tới 51,4 km trên lít mà 150 nha các bạn.
Phillips 150 và được thêm 51,4 km cho một chiếc Tega 150 thì rõ ràng nó vào con số và lý tưởng của nhà Honda. Đó, cái đèn này đèn âm bản mà mấy chiếc xe khác phải ganh tị nè. Đầu tiên áp dụng lên TCS luôn. Mình có nói trong bài viết hôm trước rồi, những cái chỗ này là những chỗ mà chrome sáng bóng, logo nhà Honda độc quyền. Cái tiếp theo nữa là cái chi tiết cốp rất là to. Nếu anh em nào mà yêu thích dòng TCS cũng như là sự thoải mái trong vận hành, rồi yêu thích chiếc xe hầm hố được những công nghệ từng tiến. Ở đây nó có cái lẫy gờ như này, các bạn để gì nó không có ngã, không có gớt xuống cái tay mình. Đó. Cũng khá an toàn, tránh dập tay mình đó. Tay để đây lỡ nó gớt xuống cái cầm ngay tay mình thì mình thấy dịnh rất là khó chịu. Còn nếu muốn xuống luôn thì mình dùng một lực chút xíu nữa mình để xuống là xuống ha. Còn đổ xăng thì cũng đổ xăng ngoài luôn. Chỗ này. Đó. Mình bấm vô nút fill là nó ra giống như chiếc SH vậy các bạn, y chang vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ test chiếc xe sau 6.000 km cũng như là 1 năm rưỡi sử dụng thì chiếc xe nó có bị hiện tượng là rung đầu xe hoặc là bị có những hiện tượng lạ hay không. Các bạn cùng theo dõi tiếp video của mình nha. Đó. Vậy thì từ đây tới đó cảm giác xe lái như thế nào ha. Rồi. Đó, ở ngưỡng tốc độ 10 km/h thì xe có cảm giác như là hơi bị giật nhẹ. Sau khoảng 1 năm chạy thì cái cảm giác này xuất hiện. Thì mình nghĩ là cái bố nồi nó có thể là nó do quá trình vận hành xe đến ngưỡng 6.000 thì bắt đầu xuất hiện cái hiện tượng là không còn bắt nữa hay sao đó. Thế mình coi lại cái cảm giác xe như thế nào, giống như bị rung đầu trên một số dòng xe như là xe SH hoặc là xe AB đó, nó có hiện tượng rung đầu thì chiếc GX này nó đã xuất hiện cái hiện tượng này rồi, là hơi rung nhẹ. Sau khi mình chạy đâu đó khoảng 10 phút xe nóng lên thì nghe chủ xe nói là hết cái hiện tượng rung này. Đó. Nếu như các bạn vít ga lên một đoạn khoảng 30 km/h thì cái hiện tượng rung nó không còn. Đó, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy là ở ngưỡng 30 bắt đầu nó rất là đỏ, rất là mượt và không còn hiện tượng rung. Nhưng mà khi mình xuống ga khoảng mười mấy đến 10 km/h thì cái hiện tượng rung này nó lại có nữa nè, nó giật nè. Đó, nó giật nó không còn mượt nữa nha các bạn đó. Rồi bây giờ mình sẽ đảo về và là thử lại cho các bạn xem một vòng nữa. Đó, bây giờ ở ngưỡng khoảng 5-6 km/h bắt đầu rung nè. Thấy cameraman có cảm giác này, cái rung đúng không? Rung bật lên luôn á. Thì cái này để mình coi lại, coi đi bảo trì, coi hỏi cái anh kỹ thuật của Honda coi để giải quyết cái rung này được hay không. Qua khoảng ngưỡng 20-25 đổ về tăng ga lên nữa là nó hết, rất là mượt. Đó. Đó là như vậy. Khoảng này thì rất là mượt, nhưng mà khi mà hạ ga xuống mà bắt đầu lên ga nó lại rung tiếp. Ở đó mình cứ nghĩ là chiếc Vizit là nó không có bị hiện tượng này. Sau khoảng 6.000 là bắt đầu có hiện tượng này. Xe này đã 1.5 năm sử dụng nha các bạn. Chủ đã chạy 1.5 năm nhưng mà mới có 6.000 km thôi. Rồi, ngưng. Rồi, như vậy là video tới đây. Mình xin tổng hợp lại hai cái lỗi lớn trên chiếc Vizit 2018. Đầu tiên là cái lỗi bình xăng. Thì cái nắp xăng nó đổ ngoài đó thì cũng là một ưu điểm mà cũng là một nhược điểm luôn. Giống như trên Honda SH ha. Thì đổ xăng ngoài có thể là nó sẽ tiện nghi với cái việc mình không cần xuống xe. Tuy nhiên thì cái nắp xăng của chiếc PCX 2018 á, nó hay dễ bị kẹt vì cái lẫy của cái đồ nhựa đậy cái chỗ mở nắp xăng đó thì nó hay bị kẹt lại. Khi mà mình bấm nút fill á thì nó sẽ không nhảy ra mà mình phải lấy tay mình kéo lên hoặc là mình đẩy một cái lực cũng hơi khá là khó chịu. Thì cái lỗi này thì mình mong là bên Honda tiếp nhận và phản hồi cũng như là fix lại cái lỗi này cho người dùng cảm thấy là mỗi lần đổ xăng nó không có quá bực bội trong cái quá trình mà mình mở cái nắp lên để mình mở cái nắp xăng ra mình bơm xăng vô. Cái lỗi thứ hai mà cái lỗi lớn của Vizit đó là cái lỗi rung ga đầu. Thì cái lỗi rung ga đầu ở ngưỡng 6.000 km mà ông chủ cũng chạy chiếc xe này. Khi mà đạt tới cái vận tốc khoảng hơn 30 km/h thì cái rung ga đầu nó không còn trên chiếc Vizit. Thì hôm trước mình có làm một cái bài review về chiếc SH bị lỗi rung ga đầu và mình đã fit cái nắp chuông dưới bố ba càng của PCX.
2018 mà của Thái Lan á, thì dòng 125 thì mình lấy chuông với lại bố ba càng của dòng 125. Tuy nhiên thì mình rất là tin tưởng chiếc PCX nó không có bị rung ở đầu, nhưng mà hôm nay mình lại bất ngờ các bạn, mình bất ngờ vì rung ở đầu lại diễn ra trên ngay chính bản thân con PCX 2018, thì mình thấy khá là hụt hẫng cũng như là mất niềm tin vào chiếc xe rất là ưu điểm như thế này mà nó lại bị ha các bạn. Cho nên là bây giờ nếu như chiếc xe này bị, chắc là mình đi vệ sinh và mình sẽ nhờ anh nhân viên kiểm tra lại cũng như là xử lý cái lỗi này. Rồi, nếu các bạn thấy video hay cho mình một like, đăng ký, subscribe kênh. Chào thân ái, hẹn gặp lại.